Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một clip Kali. Và Kali ở cái ranh đơn cao sao này thì thường chúng ta chơi như thế nào? Và mình sẽ nói theo quan điểm cá nhân của mình để các bạn biết được rằng Kali ngày xưa các bạn chơi đã đúng chưa? Các bạn đã hiểu đúng về vị tướng Kali này chưa? Hay là các bạn vẫn còn nghĩ rằng Kali là một vị tướng sát thủ? Hay các bạn vẫn hiểu rằng Kali là các bạn chơi các bạn phải ăn màng nhiều không? Clip này mình sẽ nói các bạn và phân tích cho các bạn biết được rằng Kali vai trò của nó như thế nào. Đấy, để đến với clip hay thì hy vọng các bạn nào có nhu cầu muốn nick tầm khoảng 700.000 trở lên thì các bạn hãy nhắn tin vào số Zalo của mình 0585487777. Còn nếu mua dưới 700.000 thì hãy vào shopmuasuong.vn để tất cả các bạn tham khảo các bạn nhé. Rồi, đầu tiên khi muốn chơi đúng với vị tướng Kali thì chúng ta phải hiểu nó cái nào. Kali là một vị tướng đầy đường rất nhanh, và đặc biệt rằng đầu game rất yếu. Nó chỉ tăng tiền sức mạnh khi đạt được level 4 trở lên. Thì khi có chiêu bài thì chúng ta mới có thể là tăng tiền được một lượng sức mạnh nhỏ. Nhưng nó vẫn chưa mạnh khi mới level 4 đâu, mà đòi hỏi nó có phải có đô nữa các bạn nhé. Vậy chung quy rằng Kali là một vị tướng giai đoạn đầu game farm nhanh, thì chúng ta sẽ tận dụng di chuyển cùng đồng đội, hoặc đi canh phía dưới, hoặc có mặt ở phía dưới, hoặc có mặt ở con rồng để gây áp lực cho team địch. Rồi, còn mục đích của Kali trong team thì khi có Kali thì nó thủ rất là tốt, và đặc biệt công thủ rất là mạnh. Và chúng ta tận dụng hai cái điểm mạnh đấy thì chúng ta chơi Kali một cách thật là phù hợp. Đó chính là như nào? Mỗi khi giao tranh hay là chuẩn bị công hoặc như thế nào đấy thì chúng ta bắt buộc phải dùng chiêu 3 như này để cầu rìa này, chứ không phải các bạn cứ cầm cái chiêu 3 của con Kali để các bạn chơi thằng nào ít máu các bạn phụt đâu. Sai. Kali chơi đó là hãy dùng chiêu 3 khi team địch con phun máu để như nào? Cầu rìa, để chúng ta đuổi team nó về, để chúng ta ép trụ hoặc ép gấp. Đấy là cách chơi của Kali các bạn nhá. Ép gấp này, đuổi team địch, cầu rìa máu team địch này, chứ không phải Kali chơi để ăn mạng các bạn nhá. Không, các bạn nhầm rồi. Nếu các bạn chơi Kali để ăn mạng thì các bạn khuyến các bạn không chơi, bởi vì cái điểm mạnh nhất của Kali là cầu rìa máu team địch để team mình công trụ, hoặc để team mình combat, hoặc để đuổi team địch về. Thì đó là cái mấu chốt quan trọng của Kali, thì các bạn lại không chơi, mà các bạn lại chơi để chơi các bạn ăn mạng hay ăn hàng để được cái gì đó các bạn ạ. Đấy, cho nên các bạn phải hiểu đúng về vị tướng Kali. Và clip này mình sẽ nói và làm đúng theo những gì mình nói để xem cái hiệu quả như thế nào các bạn nhá. Đấy, mình luôn luôn hỗ trợ ở phía đường dưới, đường trên thì mình đã có thể đứng rừng rồi. Như các bạn nhớ có clip trước phân tích không, là mình luôn đuổi cái thằng mid để đi gánh ấy. Nếu mà đồng đội của mình có cảm giác yếu thế một chút đấy thì mình sẽ luôn luôn ra mid để farm, để đuổi nó đi gánh. Đấy thì thằng mình thấy thằng Zeal ở trên top thì mình sẽ xuống ở phía đường rồng để mình hỗ trợ cho team luôn, giúp cho 3-2 đường của team mình luôn luôn khỏe và không bị thọt. Ở đường nào cũng có cái vai trò của đồng đội hỗ trợ ở phía trên, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, rồi nói chung là rồi mình khi farm xong mình sẽ xuống tiếp ở phía dưới này. Đây, 6 giây hồi chưa 3 rồi, thằng ngủ không nhá. Đây chưa, ôi giời không kịp rồi. Rồi còn chưa 3, từ phụt thằng này luôn. Rồi ok, 1 2 3, pack, thằng này chết rồi, pack. Đấy, rất là ngon nghẻ các bạn nhá. Ôi trời ơi, anh ba đúng khả năng nằm xuống nó vào hơi xấu các bạn ạ. Thôi không sao cả, rồi cứ farm đi. Đấy, tận dụng cái farm đâu. Ôi ôi, anh díu được không, được không díu ấy. Rồi ok, được rồi, khả năng tán cái trụ đi. Đôi ôi díu đen một máu, 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây mới hồi. Rồi thằng này chết rồi, 100% chết rồi, chạy đi đâu. Trật cho đập cho 10 cái tốc biến bây giờ sống được. Đấy, một mảng ngon lành các bạn nhá. Cái mục đích của mình không phải là ăn mạng, mà cái mục đích của mình đi gánh để ép. Ôi trời ơi, thằng gian rồi tốc biến, chim cút. Rồi thả một cái làm chậm nào. Rồi thích nó chơi luôn, quay lại rốt sát thương được kia.
cố lên Lavi, cố lên. Rồi không được thôi, ok mình sẽ tập trung tham nhá. Mình vẫn không quên là cái việc quan trọng nhất của Cali đó chính là phải có đô. Thì mình sẽ không thể nào quên được cái mục đích đó chính là mình sẽ đi farm. Ngoài cái việc đi gánh đá mà mình đi gánh khi farm hết lính các bạn nhá. Chứ các bạn đừng có nghĩ là bỏ lính các bạn đi farm như vậy là sai đấy. Bắt buộc phải farm hết 3 con lính mid này. Hoặc là bị đồng đội mà nó ăn thì thôi phải chấp nhận. Nhưng không sao, bắt buộc phải farm hết 3 tên lính mid này, phải di chuyển. Kali không được ở lại được. Các bạn chơi Kali không bao giờ ở lại được bất kể một cái giai đoạn nào của trận đấu cả. Rồi, cái pha này phịt cho 3 thằng ngủ không luôn, giết nó luôn. Đây, thả cho một vào. Đấy, Kali là một vị tướng chơi không cần phải vuốt map các bạn nhé. Ví dụ như các vị tướng khác, bắt buộc các bạn sẽ phải có kỹ năng vuốt map và clip vuốt map hoặc là đỉnh vị map. Thì mình sẽ có một clip sau để hướng dẫn các bạn sau các bạn nhá. Hai ngón, ba ngón hoặc là các bạn vuốt map hoặc kiếm map như nào thì mình sẽ có một clip sau. Còn đây là một vị tướng không cất đây một vị tướng là không cần phải dùng kiếm map những hiệu quả rất cao, bởi vì cái chiêu ba của nó, cái chiêu ba của nó rất là xa, rộng hơn cả một cái màn hình thế này. Thì các bạn ôi mình bị lừa thằng này kìa, một cái phát sẩy hơi nón của mình các bạn nhá. Rồi bây giờ thì cái vai trò của Kali các bạn này là sẩy ép góc để ép trụ các bạn nhé. Các bạn hãy nhìn cách mình ép trụ mới xem này, nó bá cháy luôn. 2 giây con chưa bá này, từ từ bình tĩnh. Rồi farm xong. Đấy. Có là sẩy. Cứ có là sẩy đấy. Mục đích của mình chỉ cầu rìa nó hơn 50% máu thôi, để làm sao đuổi nó về. Tớn lính đằng sau lên này các bạn này. Đấy, cho nó ép vào trụ và tìm địch các bạn nhìn nhá. Không ai thủ trụ luôn. Đấy. Cái sẩy của mình chỉ cần mục đích là ví dụ có 2 thằng đấy thì mình sẽ cầu rìa tầm 2 thằng, tầm 1 thằng 34% máu thôi là tìm địch nó sốn voi rồi. Đấy, hồi chưa ba là sẩy tiếp. Cứ hồi chưa ba, đây tớn lính nó lên là mình sẽ sẩy trước đó để cho tìm địch về. Chứ các bạn đừng có chơi quái vào trụ nữa, các bạn sẩy như vậy là đấy, sẩy này. Đấy, rồi ok chưa? Thằng rat yếu chưa? Đấy, thằng rat thậm chí chết luôn các bạn ạ. Ui dồi ôi, một máu ạ. Rồi không sao, thực sự là đồng đội nó không hiểu ý mình thôi. Riêng đồng đội mới hiểu ý mình ấy, thì ít ra mà lấy được 2 cái trụ vừa rồi. Không sao, mình sẽ ép trụ, các bạn thấy được Kali là một vị tướng ép trụ kính gì như nào các bạn nhá. Rồi, farm 3 con lính này trước. Tướng lính mid của mình có một quái Kassa nhỏ rồi. Đấy, đường dưới các bạn nhá, mình thấy team mình tập trung đường dưới thôi. Mình sẽ xuống đấy, mình sẽ sấy. Rồi, thằng AD chết rồi, ngon quá. Rồi gặp đây. Rồi sẩy tiếp này, đuổi. Mục đích là đuổi nó về các bạn nhé. Không phải mục đích để giết nó đâu, mà mục đích để đuổi nó về, để cái con Kassa bé nhỏ nó lên là chúng ta có một trụ. Ok, có một trụ này rồi. Khi có trụ này rồi thì tiếp tục như nào? Sẩy đi ra mid các bạn nhá. Sẩy đi ra mid để chúng ta lấy trụ tiếp. Đấy, Kali chơi như vậy thôi. Chứ có ai nói là đi mid phải ăn nhiều mảng đâu. Không, Cường Lao không hướng dẫn các bạn chơi ăn nhiều mảng đâu, mà Cường Lao hướng dẫn các bạn cách để các bạn lấy một trận đấu thật là easy. Tiếp tục chứa 3 hồi. Đấy, bình tĩnh, từ từ nha, khả năng rồi, sẩy tiếp, thằng ngủ không la lên đây, lên đây là nó chết, thằng ngủ không lên la nó chết các bạn nhá. Đấy, thằng gián kìa, cần thiết tốc biến không, không cần phải tốc biến cái pha này, thích là xích hết. Đấy, có tiếp theo 2 trụ các bạn nhá. Rồi, hay quá dịu, trời ơi, lâu ngày mà thấy thằng dịu đánh hay chật đấy. Rồi, tớn này lên chắc chắn nó sẽ chết, 11 giây mới hôi chưa 3 các bạn ạ. Không sao, tớn đỉnh lên là mình vừa hôi chưa 3, thậm chí là ép cái trụ 3 của nó luôn các bạn nhá. Thậm chí mình ép trụ 3 của nó luôn, đây 2 giây rồi. Chưa ba đào hồi, bình tĩnh, đâu rồi, phụt, khả năng không thấy được rồi. Thôi mình sẽ bỏ đây, để ép thì dưới luôn cho ngon. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, rồi ta cứ ép trù thôi, đấy, cứ pha lịch. Cho mình có xin combo sách nào, đi. Trời ơi, la vi. Không sao, lại phụt tiếp này, có là lại ép khắp tiếp này. Đấy, mục đích của cái thằng Kali là như vậy. Các bạn hãy bỏ quên đi cái khái niệm dùng chiêu ba để ăn mạng. Thấy tím địch con dưới 30% máu mới dùng chiêu ba không? Hy vọng clip này sẽ giúp cho tất cả bạn nào đang đả và chuẩn bị chơi Kali, các bạn sẽ hiểu hơn về cái vai trò, về công dụng của vị tướng Kali để các bạn chơi thật tốt hơn các bạn nhé. Đấy, trước giao tranh mà chỉ cần cầu rìa tầm 2-3 thằng dính thôi thì nó thật các bạn lười thì kinh hồn luôn, cực kỳ kinh dị luôn các bạn nhé. Đấy, rồi cái pha này tiếp tục rồi, ok mình sẽ tiếp, có là sấy tiếp các bạn nhé. Đây, sấy thằng này tiếp. Đấy, đuổi nó về đi. Coi như team địch cứ gặp mình là nó cứ bê về mà. Nó cứ bê về cả ngay. Rồi, ép to mid này. Rồi, dính, chữa một. Rồi, một sập, một phát ra đi. Một mạng, ngon lành, ngon ư luôn. Đấy là vì tiếp tục tăng rát các bạn này. Rồi, đấy, rất là mạnh các bạn nhá. Đấy, siêu mạnh nó 3 giây. Mình lại có tiếp cái chữa 3 các bạn này. Đấy, thích là mình sẽ sấy từ từ. Sấy này, đâu cái pha này mình sấy này. Từ từ, đấy, sấy.
Đấy, đuổi nó về các bạn, mục đích của mình chỉ cần trúng vai tía thôi. Trúng vai tía thôi. Ôi giời, cái thằng ngủ khống mọc từ đâu ra vậy trời. Ôi giời ơi. Tưởng chết các vai đấy các bạn ạ. Đấy, tiếp tục trụ. Đấy, cách chơi Kali là như vậy các bạn nhé. Mặc dù trận đấu này mình không cần, thực sự là cái mục đích của mình cầm Kali, mình không phải là ăn mạng, mà mình hiểu được cái vai trò trận đấu này là mình sẽ cống trụ như thế này. Nếu mà thủ trụ như thế nào, đơn giản các bạn nhá, mình thách nó cống được nha khi mình còn sống đấy. Đấy, trừ khi mình chết, trừ khi mình bị bắt lẻ thì team địch mới có thể có suy nghĩ được rằng là cống nhà mình, còn mình mới sống á, đừng hòng thằng nào cống được nhà mình luôn đấy. Và mình nghỉ clip đến đây kết thúc rồi, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở clip sau, và tất cả bạn em mai. Yeah, bye bye. Moving on.